Chào mừng các em đã đến với www sửa máy 66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 27 Quá trình dẫn nước và giữ nước Từ buổi đầu dẫn nước văn Lang Âu Lạc cho đến giữa thế kỷ 19, dân tộc Việt Nam đã trải qua một quá trình lao động và chiến đấu đầy hy sinh, gian khổ, nhưng hết sức kiên cường, anh dũng, sáng tạo, để xây dựng đất nước và bảo vệ vững chắc, nền độc lập và thống nhất của tổ quốc. Một La Mã Các thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước Một nhỏ Thời kỳ dựng nước đầu tiên Vào khoảng thế kỷ thứ bảy trước công nguyên, sau hàng chục vạn năm sinh sống và mở rộng dùng cư trú. Các tộc người Việt cổ trên đất Bắc Việt Nam đã hợp nhất lại, dựng nên quốc gia đầu tiên, Văn Lan, và sau đó là Âu Lạc. Một nền văn minh lúa nước hình thành với nhiều thành tựu văn hóa đặc sắc. Đầu thế kỷ thứ hai trước công nguyên, Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của các triều đại phương Bắc và phải trải qua hơn một ngàn năm Bắc thuộc trong đấu tranh kiên cường để tự giải phóng và gìn giữ nền văn hóa của tổ tiên trong khoảng những thế kỷ đầu công nguyên ở nam trung bộ ngày nay quốc gia lâm ấp champa ra đời và phát triển ở vùng tây nam bộ quốc gia phù nam hình thành tuy nhiên trong lúc champa phát triển dưới chế độ quân chủ với một nền văn minh độc đáo mang nặng ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, thì vào thế kỷ thứ sáu, quốc gia Phù Nam suy sụp. Hai nhỏ, giai đoạn đầu của nước Đại Việt phong kiến độc lập. Đầu thế kỷ thứ mười, người Việt lật đổ được chế độ đô hộ của nhà đường, giành lại quyền tự chủ độc lập. Năm 968, quốc hiệu Đại Cồ Việt được xác định. Tiến thêm một bước, năm 1054, quốc hiệu được đổi thành Đại Việt và chính thức trở thành tên nước từ đó cho đến cuối thế kỷ thứ 18. Nhà nước quân chủ ra đời, từng bước được sửa đổi và đến cuối thế kỷ thứ 15 thì hoàn chỉnh, từ triều đình trung ương đóng ở Thăng Long, kinh đô của đất nước cho đến các địa phương xã là đơn vị hành chính cơ sở, nền kinh tế nông nghiệp ngày càng phát triển, ruộng đồng ngày càng mở rộng, hệ thống trị thủy, thủy lợi hoàn chỉnh, nhà nước và nhân dân cùng quan tâm đến sản xuất, công thương nghiệp phát triển đa dạng, sản phẩm thủ công như tơ lụa, gốm sứ, đồ vàng bạc, dân dân có chất lượng cao, mẫu mã đẹp thu hút cả thương nhân nước ngoài. Mạng lưới chợ làng rộng khắp. Kinh thành Thăng Long trở thành một đô thị phồn thịnh với 36 phố phường. Thuyền buôn Trung Quốc và các nước phía Nam thường xuyên qua lại trao đổi buôn bán. Năm 1070, nền giáo dục Đại Việt chính thức ra đời và ngày càng phát triển. Vừa đào tạo các bậc hiền tài cho đất nước, vừa nâng cao dân trí. Phật giáo phát triển. Nho giáo từng bước được đề cao và chiếm địa vị độc tôn vào thế kỷ thứ 15. Văn học, nghệ thuật dân tộc hình thành và không ngừng phát triển với hàng loạt tác phẩm và công trình quý giá, mang đậm bản sắc dân tộc. Ba nhỏ. Thời kỳ đất nước bị chia cắt. Sự phát triển và thống trị của những quan hệ sản xuất phong kiến đã dẫn đến sự suy thoái của nhà nước quân chủ trung ương tập quyền cuộc sống khó khăn của nhân dân và sự hình thành của các thế lực phong kiến riêng rẽ chiến tranh phong kiến bùng nổ và kéo dài trong nhiều thập kỷ cuối cùng đã tạo nên sự chia cắt đất nước thành hai miền đàng ngoài và đàng trong với hai chính quyền khác nhau nền quân chủ không còn vững chắc như trước nền kinh tế sau một thời gian khủng hoảng đến thế kỷ thứ 17 thì phục hồi. Nông nghiệp đàn ngoài từng bước ổn định. Trong lúc đó, ở đàn trong, do lãnh thổ được mở rộng dần vào phía nam, nông nghiệp phát triển nhanh chóng. Đất gia định, nam bộ, trở thành một vựa thóc lớn. Từ đầu thế kỷ thứ 17, kinh tế hàng hóa phát triển nhanh chóng, với việc mở rộng ngoại thương. Số lượng sản phẩm thủ công ngày càng gia tăng và trở thành những mặt hàng hấp dẫn thương nhân nước ngoài. Sự phát triển của kinh tế hàng hóa đã tạo cơ sở cho sự hình thành và hưng khởi của các đô thị như kẻ chợ, Thăng Long, phố hiến, Hội An, vân vân. Văn hóa dân gian phát triển mạnh. Tuy nhiên, từ thế kỷ 18 Ruộng đất ngày càng tập trung vào tay giai cấp địa chủ. Trong lúc các chính quyền ở cả hai miền lại thiếu quan tâm đến đời sống của nông dân. Cuộc khủng hoảng xã hội diễn ra vào giữa thế kỷ 18, với những phong trào nông dân rộng lớn ở đàng ngoài và phong trào Tây Sơn ở đàng trong. Nhà nước phong kiến ở cả hai miền đều sụp đổ trước sự tấn công của phong trào Tây Sơn. Đất nước bước đầu thống nhất lại nhưng các Dương Triều Tây Sơn, được thành lập sau thắng lợi, không đủ sức duy trì. Bốn nhỏ. Đất nước ở nửa đầu thế kỷ 19. Thừa hưởng những công lao to lớn của phong trào Tây Sơn. Nhà Nguyễn đã làm chủ được cả nước với một chính quyền quân chủ chuyên chế phong kiến. Nhà nước được củng cố, nhưng lại chủ trương đóng cửa trong hoàn cảnh thế giới đã đổi thay một số chính sách kinh tế được ban hành nhưng không giải quyết được tình trạng khủng hoảng xã hội, cuộc sống của nhân dân vẫn khổ cực khó khăn. nhà Nguyễn khẳng định sự độc tôn của nho giáo, dân học chữ nôm lại phát triển mạnh mẽ, các cuộc khởi nghĩa nông dân nối tiếp nhau bùng lên. năm 1858 thực dân pháp nổ súng xâm lược, đất nước bước sang một thời kỳ mới câu hỏi nêu một vài thành tựu tiêu biểu thời dựng nước nhà nước phong kiến đại việt được hoàn chỉnh vào thời nào vẽ sơ so đồ nhà nước đó hai la mã công cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc song song với quá trình xây dựng đất nước nhân dân việt nam liên tục phải cầm vũ khí chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ nền độc lập của tổ quốc. Từ cuối thế kỷ thứ ba trước công nguyên, nhân dân Lạc Việt và Tây Âu, Âu Việt, đã phải hợp lực chiến đấu lâu dài, chống cuộc xâm lược của quân Tần. Tiếp đó, sau thất bại trong cuộc kháng chiến chống xâm lược triệu, nhân dân Việt cổ rơi vào cảnh bắt thuộc, và suốt hơn một ngàn năm, phải nối tiếp nhau nổi dậy, chống chế độ đô hộ. Dành lại độc lập Sự nghiệp chiến đấu kiên cường Không mệt mỏi Và liên tục đó Đã đạt thắng lợi cuối cùng Thế kỷ thứ 10 Kỷ nguyên độc lập Theo hướng phong kiến hóa bắt đầu Năm thế kỷ đầu thời phong kiến Cũng là những thế kỷ liên tục Nhân dân cùng các dương triều Tiền lê, lý, trần Hợp sức Đồng lòng cầm vũ khí Chống lại những cuộc xâm lược lớn của nhà Tống, nhà Nguyên, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Đầu thế kỷ thứ 15, cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại, quân Minh thiết lập nền đô hộ. Không chấp nhận cảnh mất nước, hàng loạt cuộc khởi nghĩa của nhân dân Đại Việt đã bùng nổ ở miền xuôi và miền núi. Cuối cùng, hợp nhất lại trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đánh bại quân đô hộ, giành lại độc lập cho đất nước mở nền thái bình muôn thuở nguy cơ ngoại xâm tạm thời lắng xuống trong vài thế kỷ những cuộc nội chiến của các thế lực phong kiến đã dẫn đến sự chia các đất nước làm hai miền giai cấp phong kiến thống trị suy thoái dần đẩy người nông dân đến chỗ nổi dậy đòi cuộc sống đòi tự do vì quyền lợi giai cấp các tập đoàn thống trị ở nam ở bắc đã rước voi về dày mồ. Và những người nông dân, một lần nữa, dưới sự lãnh đạo của người anh hùng áo giải, Nguyễn Huệ, đứng lên kháng chiến cứu nước. Quân xâm lược Xiêm và sau đó là quân xâm lược Thanh, đã bị đánh bại. Nền độc lập của tổ quốc được giữ vững. Công cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc diễn ra hết đời này sang đời khác đã để lại biết bao kỳ tích anh hùng, rất đáng tự hào. Biết bao truyền thống cao quý, tươi đẹp, mãi mãi khắc sâu vào lòng của những người Việt Nam yêu nước. Câu hỏi. Hãy trình bày một cuộc kháng chiến tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 19. nêu tên và sự nghiệp một số anh hùng dân tộc trong sự nghiệp giữ nước. Câu hỏi toàn bài. Câu 1. Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỷ thứ 10 đến giữa thế kỷ 19. Câu 2. Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Nguyễn. Câu 3. Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật qua các thời kỳ mà em biết. Câu 4. Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử dân tộc theo trình tự niên đại, dương triều, người lãnh đạo và kết quả. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp